Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Xuân Hồng. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn một cái topic, đó là làm sao để xây dựng một đội tech ở trong một công ty startup, và những cái thành phần của một đội tech ở trong công ty startup mà các bạn nên chú trọng và tuyển dụng để các bạn có một cái đội ngũ mạnh mẽ phát triển cái công nghệ cho mình các bạn ha. Thì tùy thuộc vào điều kiện của một công ty startup về công nghệ hoặc công ty công nghệ thì các bạn sẽ có những cái nhu cầu tuyển dụng riêng. Tuy nhiên thì một cái đội ngũ tech thì các bạn chắc chắn thì cũng phải có những cái vị trí cơ bản. Ví dụ như là các bạn phải có tech lead. Còn nếu một số những công ty mà có nhiều team thì các bạn phải có CTO ha. Đấy. Rồi sau ở dưới đó thì các bạn sẽ có những cái bạn, ví dụ như là một mảng là back end, front end, system. Rồi các bạn sẽ có đội ngũ là có thể có những cái bạn làm về mobile riêng. Rồi các bạn sẽ có đội ngũ test, thì chúng ta sẽ có là manual test hoặc là automation test, đúng không ạ? Đấy, thì làm việc với đội ngũ team tech của các bạn thì sẽ có một cái đội ngũ BA, như là cái video clip trước mà mình có chia sẻ với tất cả các bạn. Thì trong team IT á, thì mình nghĩ quan trọng nhất nó sẽ có một số những vấn đề sau. Thứ nhất là kỷ luật. Đa phần thì các bạn sẽ nhìn thấy là các bạn tech yêu cầu về môi trường làm việc rất là cao. Nhưng mà nếu như mà các bạn tech yêu cầu cao và cũng có những cái sự thay đổi trong giờ giấc làm việc á, thì nó cũng sẽ gây ra rất là nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Bởi vì bản chất các bạn cũng biết, bất kể các phòng ban nào ở trong một doanh nghiệp đều quan trọng. Không có phòng ban nào quan trọng hơn phòng ban nào. Đó là điều mà mình đã từng quản trị doanh nghiệp và mình khẳng định với các bạn như vậy. Bởi vì á, đội tech các bạn tạo ra một sản phẩm cực tốt, nhưng mà đội phát triển kinh doanh á, các bạn yếu không phát triển được thì sản phẩm đó cũng không ai xài. Mà ngược lại á, đội phát triển kinh doanh của các bạn rất là hùng hậu, nhưng mà đội tech không có, các bạn không xử lý được sản phẩm đáp ứng của được khách hàng thì khách hàng cũng mất. Cho nên á, là chúng ta phải đảm bảo được cái sự công bằng trong doanh nghiệp. Cho nên á, là mình hy vọng là mình chia sẻ những cái này thì được các bạn đón nhận và các bạn hiểu thêm một cái ý nghĩa tích cực nhất. Thứ nhất là mình rất trân trọng những bạn tech có cái phần gọi là liên quan tới phần cái thói quen á, nó tốt và nó lành mạnh. Thứ nhất là các bạn rất là kỷ luật trong phần deadline và những cái giờ giấc làm việc. Đa phần thì các bạn tech á, do cái đặc thù làm việc của các bạn á, phải duy trì hệ thống vào buổi đêm. Cho nên á, là các bạn sẽ được ưu ái hơn một chút, là các bạn sẽ được đi làm trễ hơn các phòng ban khác. Có thể là maybe là một tiếng. Ví dụ như các phòng ban khác đi làm là 8 giờ thì đội tech sẽ là 9 giờ. Tuy nhiên là cái thời gian làm việc của các bạn sẽ ngang bằng với các bạn ở những cái phòng ban khác là 8 tiếng là ít nhất cho một ngày. Đấy. Rồi, cái thứ hai nữa là cái năng lực của đội tech. Thật sự á, là một đội tech mà nếu như mà một công ty startup thì mình có lời khuyên cho các bạn là hãy tuyển những bạn senior của cái mảng đó. Mặc dù là chi phí tuyển các bạn senior rất là cao, nhưng mà những bạn senior sẽ giải quyết được rất là nhiều việc cho các bạn, thay vì các bạn xử lý một cách rất dàn trải, thuê rất là nhiều bạn fresher vào để mà học việc, rồi sau đó là các bạn mới làm được việc á, thì cái phần chi phí tiêu tốn rất là nhiều. Nhưng mà nếu như mà những cái công ty nào họ muốn phát triển bền vững á, thì các bạn vẫn có thể suy nghĩ về cái phương án là thuê fresher hoặc là các bạn junior vô để các bạn senior khác dạy lại việc, để cho các bạn có cái khả năng gắn kết với công việc cao hơn. Nhưng mà mình thì mình nghĩ là về vấn đề về tài chính thì các bạn cũng nên suy nghĩ. Đấy. Rồi, năng lực của các bạn quyết định rất là nhiều, bởi vì một cái bạn senior có thể làm rất là nhiều việc và cái tốc độ ra cái sản phẩm nó tốt hơn, cũng giống như là cái chất lượng nó rất là tốt. Các bạn nên cân nhắc. Cái điều thứ ba đó chính là cái văn hóa của cái đội tech đó. Văn hóa ở đây bao gồm cả giờ giấc làm việc, cách ứng xử với nhau, mô hình mà các bạn áp dụng,
Ví dụ như là các bạn áp dụng theo mô hình làm việc là waterfall, nó sẽ hoàn toàn rất là khác so với cái mô hình các bạn áp dụng là agile scrum đó các bạn. Đấy, thì nó rất là khác nhau. Bởi vì khi mà công ty startup thì mình khuyên các bạn nên suy nghĩ về cái mô hình agile để mà các bạn rút gọn lại thời gian để phát triển sản phẩm, các bạn cũng có thể lắng nghe được nhiều hơn và các bạn có thể linh động xử lý để làm sao để đáp ứng cái nhu cầu phát triển sản phẩm của doanh nghiệp. Đó là những cái điều rất là quan trọng trong một đối tác. Thì cái điều mà mình chú trọng nhất khi mà mình xây dựng một đối tác đó là mình tuyển dụng nhân sự, tuyển dụng từng người một và phải tuyển được những người chất lượng nhất, tốt nhất ở trong cái lĩnh vực đó. Cái thứ hai nữa là phải cho các bạn thấy rõ được là cái KPI mình đánh giá các bạn như thế nào. Bởi vì á, cái sai lầm lớn nhất của các bạn á, là các bạn không có cái KPI đánh giá đội tác của mình, thì dẫn đến một cái chuyện là họ sẽ rất là chậm được tăng lương, thì họ sẽ có xu hướng nhảy việc rất là nhanh so với cái việc gắn bó với một công ty. Thì như vậy bạn tiêu tốn rất là nhiều chất xám và tiền bạc nuôi họ, sau đó là họ nhảy việc để tăng lương, thì coi như là cái giá trị các bạn có được từ họ rất là thấp. Thứ hai là cái phần KPI. KPI khi mà các bạn áp dụng mô hình Agile thì có nghĩa là cái thành công của một team sẽ là thành công của người đó luôn. Đấy, cho nên là các bạn phải phân rã những cái task, những cái tính năng rất là rõ ràng để mà chúng ta đánh giá được KPI một cách công tâm, và chúng ta xét duyệt được cái thời lượng chúng ta tăng lương cho nhân sự. Và mình nghĩ là cái phần này thì nên public ra để cho người ta có một cái động lực, người ta cố gắng. Ví dụ như bạn được bao nhiêu điểm, bạn được bậc đó thì cái phần tăng của bạn là bao nhiêu vân vân, thì người ta sẽ có rất là nhiều động lực để cho người ta phát triển nhiều hơn. Cái thứ hai á, thì mình chú trọng vào cái việc là đội ngũ tech họ phải hiểu được rằng họ là một phần của công ty và họ là đội ngũ hỗ trợ để cho công ty phát triển, để họ hòa nhập vào văn hóa công ty của các bạn và hỗ trợ những phòng ban khác. Tránh trường hợp là đội ngũ tech thì họ chỉ biết mình họ thôi và họ cho họ là một cái đội ngũ cao cấp hơn những cái phòng ban khác, thì dẫn đến cái chuyện là lỡ đâu có cái chuyện gì đó xảy ra trong doanh nghiệp của các bạn cần sự hỗ trợ của họ thì rất là khó khăn. Thì lúc đó thì thật sự là mình không nói để cho gây chia rẽ, hay là các bạn đang làm từ cái mảng công nghệ các bạn có thể gọi là không hài lòng về mình, nhưng mà mình cũng chia sẻ rất là thật là doanh nghiệp họ cần sự sống, họ cần tồn tại trước để phát triển. Còn nếu như mà chúng ta làm việc, chúng ta phòng ban nào cũng có những cái khó khăn riêng của họ hết trơn á, và nếu mà không hỗ trợ lẫn nhau phát triển á, thì dĩ nhiên là mình không tạo ra được cái giá trị gì cả và mình cũng khó lòng cùng nhau phát triển lâu dài. Đấy. Đấy. Cho nên là mình phải tại làm sao đó để cho đối tác của các bạn hiểu được rằng họ là một phần của công ty và họ cũng sẽ phải làm sao đó chúng ta làm tất cả vì sự phát triển, về quyền lợi, vì lợi ích của công ty, để chúng ta có thể hài hòa và hòa hợp với nhau để làm việc. Thật sự là mình rất là trân trọng những đối tác đã từng làm việc với mình. Mình cảm thấy họ là có một cái tư duy về doanh nghiệp rất là tốt và họ có một cái văn hóa hỗ trợ doanh nghiệp rất là tốt, và mình cảm thấy điều đó là một điều vô cùng may mắn của mình khi được trải nghiệm với những đối tác như vậy. Thì khi mà đối tác của các bạn á, nó sẽ có những cái cơ cấu rất là riêng, nhưng mà phụ thuộc vào cái năng lực của doanh nghiệp cũng giống như là cái định hướng phát triển sản phẩm của bạn là bao nhiêu, để mà các bạn tuyển một số lượng phù hợp. Thì mình vẫn rất là đánh giá cao cái việc là tinh gọn trong cái vấn đề là mình xử lý đối tác. Tuy nhiên là mình cũng khuyên luôn là nếu như mà các bạn nào mà đang phát triển sản phẩm công nghệ thì các bạn cần phải chú trọng bộ phận BA, bộ phận UI UX đầu. Có nghĩa là khi mà có dự án rồi thì các bạn cũng đừng quá tiếc tiền mà các bạn không thuê những cái bộ phận này. Bởi vì bản chất lời khuyên của mình á, cũng như những cái video trước thôi, là các bạn làm đúng ngay từ đầu. Các bạn có đầy đủ ngay từ đầu, các bạn thiết kế đẹp đẽ, các bạn lên sản phẩm đầu tiên, các bạn lựa chọn được công nghệ,
các bạn được lựa chọn được cái ngôn ngữ lập trình và những cái hệ thống mà sử dụng và làm đúng ngay từ đầu, thì các bạn sẽ tiết kiệm được rất là nhiều nguồn lực, kinh phí, tiền bạc và hiệu năng của cái sản phẩm nó cũng rất là cao. Đấy, cho nên là trên đây thì mình cũng có chia sẻ về cấu trúc và cách xây dựng cái đội ngũ tech cho một cái doanh nghiệp startup. Còn cái cách làm việc với đội tech á, thì mình khuyên chân thành luôn, thì chúng ta hãy cởi mở, hãy trân trọng và lắng nghe họ về những cái idea của họ về công nghệ. Và mình cũng nhắc nhở họ là ok, các bạn hãy lắng nghe tôi về những cái vấn đề, những cái ý kiến về doanh nghiệp. Bởi vì mỗi bên thì nó có chuyên môn khác nhau, và khi mà các bạn hợp tác với nhau trên cái sự tôn trọng, lắng nghe, thấu hiểu và hỗ trợ, trợ giúp lẫn nhau, thì dĩ nhiên là cái mối quan hệ đó nó cũng sẽ rất là tốt. Và hãy giải quyết tất cả những cái bất đồng đó bằng việc là đối thoại. Tránh trường hợp là các bạn để xung đột nó quá leo thang thì bất kể phương pháp nào cũng không thể nào giải quyết được hết. Và hy vọng những cái chia sẻ của mình ngày hôm nay các bạn sẽ thích. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình. Mình luôn luôn đón nhận những cái phần gọi là bình luận cũng giống như là những cái phần chia sẻ của các bạn. Và các bạn có thể comment xuống video clip này. Và cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.